35 điểm vừa được ghi cho LH Galatasaray. Họ có thể vượt qua được chính mình và giành được một kỷ lục mới về thời gian thi đấu hay không? Những giây vô cùng quan trọng. Chiến thắng, một chiến thắng tuyệt vời đã thuộc về LH Galatasaray. Một chiến thắng mà họ đang mong đợi từ rất lâu. Những điều mà họ đã chờ đợi hôm nay cả sân thi